Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người cái nguồn video ở bên Trung Quốc nha mọi người nhé. Và cách để chúng ta có thể là tải những cái video đó về trên cái điện thoại của chúng ta. Và các bạn sẽ chỉnh sửa những cái video đó thêm phiên dịch để chúng ta có thể là đăng lên những cái nền tảng như là YouTube hay là TikTok nha mọi người nhé. Ok, thì ở trên cái điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ truy cập vào ứng dụng là Chrome cho mình nhé. Ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm thì các bạn sẽ tìm kiếm cho mình cái từ khóa là Google Dịch trước nhé. Hoặc là dịch như này, chúng ta sẽ cần phải đến cái trang Google Dịch để chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung nếu như chúng ta chưa biết tiếng Trung nhé mọi người nhé. Ở đây thì mình sẽ nhập cái văn bản hoặc là những cái tựa đề video các bạn muốn tìm nhé. Ở đây mình sẽ tìm là hoạt hình nhé mọi người nhé. Hoạt hình tu tiên. Ok, sau đó mình sẽ copy cái dòng tiếng Trung này nhé mọi người nhé. Mình sẽ sao chép nhé. Rồi mình ấn vào chép này. Tiếp theo các bạn sẽ cộng thêm một cái tab mới cho mình. Các bạn sẽ tìm đến cái trang web là ecua nhé mọi người nhé. .com. Rồi mình sẽ ấn vào đi này. Rồi lúc này nó sẽ ra một cái trang, nó gần như là một cái trang YouTube ở lớp Việt Nam chúng ta nhé mọi người nhé. Nhưng cái trang này nó sẽ là trang dành cho người Trung Quốc nhé mọi người nhé. Các bạn sẽ kích vào cái phần 3 chấm cho mình. Các bạn sẽ chọn cái phần là trang web dành cho máy tính cho mình nhé. Ok, tiếp theo thì ở trên cái thanh công cụ tìm kiếm của cái trang này, các bạn sẽ paste cho mình cái tiếng Trung vừa chúng ta copy vào nhé. Mình sẽ dán vào này, mình sẽ ấn vào tìm kiếm nhé. Rồi thì lúc này nó sẽ ra rất nhiều cái loạt hoạt hình như các bạn có thể là nhìn thấy nhé mọi người nhé. Rất nhiều những cái dạng video và các bạn có thể là ví dụ như là kích vào những cái video như này chẳng hạn này. Rồi và chúng ta hoàn toàn có thể là vào cái kênh của họ nhé. Vào cái kênh của họ để chúng ta có thể là xem này. Các bạn có thể là ấn sang dịch tiếng Việt cho mình nhé. Đây mình sẽ cho nhỏ đi này. Đó mọi người có thể nhìn thấy này. Nó rất nhiều video nhé. Và ví dụ như chúng ta tìm đến một cái video mà chúng ta yêu thích, ở đây thì mình sẽ kích vào cái video bất kỳ nhá. Đó. Tiếp đến thì các bạn sẽ sao chép cho mình. Mình sẽ ấn vào dịch nhá. Các bạn có thể là dịch hết sang tiếng Việt cho mình để chúng ta tìm những cái tập nào chúng ta làm rồi nhá. Rồi và các bạn sẽ sao chép cái đường link ở trên cùng này, chúng ta kích vào này. Đó, các bạn ấn vào phần hai ô vuông này nhá. Đó, nó hiện lên đã sao chép đường liên kết này. Tiếp đến các bạn sẽ mở một cái tab mới nữa cho mình. Rồi các bạn sẽ tìm kiếm cho mình cái từ khóa là tải video. Tải video ECU nhé mọi người nhé. Đây mình sẽ kích vào này. Thì các bạn có thể là chọn ngay vào cái phần trang web đầu tiên cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống. Chúng ta sẽ dán cái đường link các bạn vừa sao chép vào đây nhé. Cái đường link video nhé. Mình sẽ kích vào đây, mình dán luôn vào này. Đó, và mình kích vào phần là tải xuống này. Đó, nó đã hiện ra cái video chúng ta muốn tải xuống rồi. Lúc này các bạn có thể là download với cả cái chất lượng là 720 của video này. Và có những cái video nó sẽ cho mình download là cái tốc độ là 1080 độ Full HD nhé mọi người nhé. Ở đây thì chỉ có 720 thôi. Thì mình sẽ kích vào phần là download nhé. Rồi mình ấn vào phần là download này. Chúng ta sẽ kích vào cái bản mà chúng ta muốn download nhé. Rồi sau khi tải xuống xong, mình sẽ thoát ra bên ngoài nhé. Mình sẽ vào cái bộ sưu tập của mình này. Đó thì lập tức nó đã có cái video mình download về đây rồi nhé mọi người nhé. Và lúc này ví dụ như là những cái video có tiếng Trung ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể là thêm cái phiên dịch tiếng Việt vào đây để chúng ta đăng ở trên TikTok nhé mọi người nhé. Ok, thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là tải những cái video Trung Quốc hoặc là tìm nguồn những cái video Trung Quốc về cái điện thoại của chúng ta để chúng ta đăng lên những cái nền tảng TikTok hay là YouTube nhé mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video mình chia sẻ thấy hay và hữu ích cho mình hôm nay, đăng ký nhé và chia sẻ video giúp mình.